Hello, xin chào tất cả quý anh chị và nhà đầu tư nhé. Hôm nay em đang có mặt tại thành phố Bà Rịa để gửi tới quý anh chị của nhà đầu tư lô đất ở tiền đường nhựa rộng 14m. Diện tích của lô đất là ngang 6x21. Đường xá rất là rộng, khu dân cư an ninh tốt, toàn công chức ở thôi. Trước đây là đường Hùng Vương, còn em đang quay về hướng bên đây là đường Văn Tiến Dũng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ở đây gần bệnh viện Bà Rịa, gần trung tâm thương mại, và mình đi xuống biển thì khoảng tầm 12 phút lái xe. Vị trí rất đẹp nhé. Ở đây có quý khách nào có nhu cầu để ở hoặc là định cư ở Bà Rịa Vũng Tàu rất là tốt, diện tích vừa đẹp, ngang 6, xây dựng rất là đẹp. Quý anh chị, quý nhà đầu tư nào hiện chỉ thì liên hệ em số điện thoại 0987086679. Giá của lô đất là 4,2 tỷ có thương lượng. Mọi người nhớ đăng ký kênh Bất Động Sản của anh Bất Động Tàu để theo dõi các bất động sản tiếp theo nhé. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều.